Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của huyện Mường La. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Công an huyện Mường La xử lý nhóm học sinh điều khiển xe máy bốc đầu đánh võng. Phần cuối chương trình có phóng sự Trạm y tế xã Tạ Bú chú trọng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với nhiều giải pháp được triển khai, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mường La cơ bản được đảm bảo tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, thậm chí lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nhằm ngăn chặn xử lý các hành vi trên, Công an huyện Mường La đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đầu giờ buổi sáng hay sau mỗi giờ tan học, không quá khó để bắt gặp trên đường những hình ảnh học sinh vô tư điều khiển xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, phóng nhanh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đáng chú ý, một số trường hợp còn tháo bỏ hoặc dùng khẩu trang che biển số xe để đối phó với cơ quan chức năng. Có vô vàn lý do được các em học sinh đưa ra để bao biện cho hành vi thiếu ý thức của mình. Trong đợt ra quân xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều trường hợp có cả người lớn là cha mẹ, anh chị chờ con em mình đi học cũng vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm với học sinh rất khó khăn bởi nhiều em vi phạm khi gặp lực lượng chức năng thì rú ga bỏ chạy, rất nguy hiểm cho chính các em và người đi đường. Trước tình hình trên, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn triển khai lực lượng và các biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. Thời gian vừa qua, tình trạng thanh thiếu niên cũng như các em học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông có hiện tượng lạng lách, bốc đầu, gây mất an ninh trật tự cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thì bằng nhiều kênh thông tin khác nhau qua nắm bắt tình hình cũng như là các biện pháp nghiệp vụ thì lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mường La đã xây dựng kế hoạch và ra quân để xử lý tình trạng trên. Và thời gian vừa rồi thì cũng đã xử lý được vài trường hợp đối với các em học sinh và các bạn thanh thiếu niên có hành vi vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định. Điển hình vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã nhận được những clip hình ảnh xác định được danh tính số thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ và triệu tập các đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Điều đáng nói, các đối tượng trên đa phần là học sinh tại một số trường trên địa bàn huyện. Các đối tượng thường chọn thời gian đêm khuya tại các đoạn đường vắng như khu vực từ thị trấn ra Mường Bú và khu vực đường vào thủy điện Sơn La để thực hiện hành vi phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, nẹt pô. Sau khi được tuyên truyền giáo dục về luật giao thông đường bộ cùng hình thức xử phạt đối với từng lỗi vi phạm, các đối tượng đã nhận ra lỗi sai và cam kết sẽ không tái phạm. Vào hồi 15 giờ ngày 19 tháng 3, cháu có rủ nhóm bạn đi chơi thủy điện, chụp ảnh. Và sau khi về thì cháu có nổi hứng bốc đầu. Thế là cháu nhờ bạn quay video bốc đầu. Sau khi được tuyên truyền và nhắc nhở thì cháu cảm thấy hành vi này có lỗi và nguy hiểm. Cháu xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Được cán bộ công an thông báo về con của tôi lạng lách đánh võng trên đường, về nhà tôi sẽ bảo ban cháu và sẽ để ý đến cháu hơn để cháu không vi phạm. Với những trường hợp vi phạm các lỗi như trên, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện ngoài tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, còn phối hợp với các đơn vị nhà trường thực hiện quản lý giáo dục và yêu cầu ký cam kết không tái phạm,
Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây mất trật tự an toàn giao thông. Thống kê từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện đã phát hiện xử lý 6 nhóm, 13 đối tượng tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, đi xe bằng một bánh, tạm giữ 13 xe mô tô, phạt tiền trên 21 triệu đồng. Trong thời gian tới, thì lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Mường La sẽ xây dựng các chương trình kế hoạch và phối kết hợp với các nhà trường, với chính quyền địa phương và gia đình, tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung và đối với các em thanh thiếu niên và các em học sinh nói riêng, để làm sao các em tham gia giao thông một cách đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật. Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Công an huyện cũng khuyến khích mỗi người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần ghi lại hình ảnh cùng những thông tin về đặc điểm, đối tượng, biển số xe, nhãn hiệu xe vi phạm, chủ động cung cấp cho lực lượng chức năng để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, xác định trạm y tế là tuyến y tế gần nhất, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của trạm y tế xã. Do đó, đội ngũ y sĩ, nhân viên của trạm y tế xã Tạ Bú, huyện Mường La luôn thực hiện tốt lời Bác dạy, lương y như tử mẫu, tận tình chăm sóc bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức của người thầy thuốc. Hiện tại, trạm y tế xã Tạ Bú có 7 viên chức, trong đó có một bác sĩ, 2 y sĩ và 3 điều dưỡng và một nữ hộ sinh. Tất cả đều được phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ. Các loại máy móc, trang thiết bị y tế đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao. Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên của trạm y tế xã luôn tâm niệm thực hiện tốt lời Bác dạy, lương y như tử mẫu, tận tình chăm sóc bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức, được nhân dân tin tưởng. Các y bác sĩ thường xuyên duy trì lịch trực, có mặt khi người bệnh cần, không kể ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ để làm tròn y đức, phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương. Điểm đáng ghi nhận của trạm y tế xã Tạ Bú là thực hiện hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh, bảo đảm việc thực hiện sơ cấp cứu thông thường. Với 7 phòng chức năng, 5 giường bệnh, hàng năm trạm đã khám và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch trên giao. Trung bình mỗi ngày có gần 10 đến 20 lượt người đến khám và điều trị, chủ yếu là các bệnh thông thường như đau đầu, đau bụng và một số bệnh liên quan đến hô hấp, cảm cúm. Đồng thời, trạm luôn tổ chức tốt công tác sơ cấp cứu và chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Sự nhiệt tình của các cán bộ trạm y tế đã làm thay đổi ý thức của người dân. Các cháu trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ, ốm đau đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Bên trạm y tế của chúng tôi thì về cái chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ấy, thì cái mục tiêu của bên trạm y tế chúng tôi là cũng xây dựng kế hoạch từ đầu năm để chuẩn bị phân bổ giao chỉ tiêu cho từng người để phụ trách các bảng giám sát cho từng các địa phương theo mùa và theo cái dịch bệnh, diễn biến của dịch bệnh nó xảy ra những theo cái tình huống của cái bất cứ cái thời gian nào, đặc biệt là trong thời gian qua là có dịch Covid-19 thì chúng tôi cũng rất giám sát chặt chẽ mà tuyên truyền để cho cách ly hợp lý và cho các đối tượng để đưa vào để giám sát cách ly theo công văn chỉ đạo của Bộ Y tế và tỉnh, huyện ban hành. Cùng với khám chữa bệnh bằng phương pháp hiện đại, trạm còn xây dựng vườn thuốc nam để chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
Vườn thuốc nam có gần 30 loại cây thuộc 4 nhóm thuốc khác nhau, có bảng ghi tên và công dụng chữa bệnh để người dân dễ hiểu, dễ sử dụng. Chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền có rất nhiều lợi ích như lành tính, không có tác dụng phụ, tiện dụng, ít tốn kém, đồng thời góp phần duy trì nguồn cây dược liệu quý có ngay trong vườn nhà, bảo tồn những bài thuốc quý. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế xã, mỗi năm có gần 100% trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm chủng đủ liều đầy đủ. 100% trẻ trong độ tuổi 0 đến 5 tuổi được uống vitamin A 2 lần mỗi năm, được tư vấn dinh dưỡng. Vì vậy, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em giảm xuống qua từng năm. Hàng năm, trạm lập danh sách theo dõi người già 60 tuổi trở lên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cụ già từ 80 tuổi trở lên. Qua đó, phát hiện kịp thời bệnh tật, cũng như tư vấn phòng bệnh, cấp thuốc điều trị. Đến nay, 100% người cao tuổi trên địa bàn xã đã có sổ khám sức khỏe. Trong những năm qua, bản thân tôi được phụ trách khám chữa bệnh, luôn có tinh thần phục vụ nhân dân, niềm nở. Trong công việc hàng ngày, bản thân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm, tôi luôn cố gắng không ngừng phấn đấu học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt mọi nội quy quy chế của trạm đề ra, thực hiện đúng 12 điều y đức của người thầy thuốc do Bộ Y tế ban hành. Người già rồi cũng hay nhiều bệnh lắm. Tôi bị huyết áp cao gần 5 năm rồi. Mỗi lần đến khám, các bác sĩ ở đây rất tận tình khám, hướng dẫn uống thuốc nên tôi rất yên tâm. Công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được trạm y tế chú trọng bằng nhiều hình thức sinh động như thông qua đài phát thanh xã, qua các buổi truyền thông, qua hệ thống pano áp phích. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác chăm sóc sức khỏe. Các y bác sĩ, trạm y tế đến tận nhà hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng dịch bệnh COVID-19, còn đến tận nhà khám cho bệnh nhân nữa. Chúng tôi thấy rất ý nghĩa, các y bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo. Trạm y tế xã Tạ Bú còn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thông qua đội ngũ y tế bản, cộng tác viên tuyên truyền cho người dân những kiến thức về phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra, an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, nhiều năm gần đây, trên địa bàn xã không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra. Trong thời gian tới đây, thì trạm y tế của chúng tôi thì tôi cũng đang xây dựng kế hoạch để triển khai giao theo cái từng chi tiết cho anh em cán bộ của trạm để phụ trách cho các bản. Là cái thứ nhất thì để làm cái công tác truyền thông để cho nhân dân hiểu được, đi từng ngõ gõ từng nhà. Và cái thứ hai nữa thì giám sát về cái công tác phòng chống dịch COVID-19 thì cũng giao cho bên y tế, mà cũng giao cho các người phụ trách của bên xã theo trách của các bản ấy, thì để giám sát những tình hình dịch thì chủ yếu là về tuyên truyền truyền thông để cho nhân dân hiểu được, mà truyền thông ngắn gọn cho dân dễ hiểu, không dài dòng. Có thể nói, những kết quả đạt được trên đây chính là nhờ có được một tập thể cán bộ có năng lực chuyên môn đồng đều, tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, đặc biệt là có sự quan tâm của chính quyền địa phương. Phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ trạm y tế xã Tạ Bú đã và đang nỗ lực phấn đấu là trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí mới, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của huyện Mường La. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.